già nà. Còn một công dân ở đây nó cứ thấy đắt thì nó vặt tép dã man luôn ấy. Vâng. Mắt nó phải đất đều như này đúng không? Ừ. Mà phải phải trắng như thế này. Xong rồi nó mấy ngày lắm cái mà nó sang tay một cái nó thâm xì. Quả này là kém hơn đây đúng không? Mấy ngày nữa vặt sớm quá không? Giờ nó được giá là nó hết luôn. Những quả này chắc người ta để dưới sọt, những quả đẹp người ta để trên mặt, mình không kiểm soát hết được. Bao giờ thế nó làm hàng. Khách này nó còn đòi riêng na đầu cơ. Na lớp đầu không? Lớp đầu kiểu gì nó không lẫn. Đúng rồi. Lớp thứ hai em thấy quả đều hơn đấy.